đột kích lên Bến Tre, một trong những quán ăn ngon nhất ở Bến Tre. Và sau đó là sẽ gặp một người bạn bí mật nha. Nếu mà các bạn muốn tò mò thì đi theo chân mình nha. Xin mời. Quanh ngồi đâu, ngồi đó chứ. Không muốn ngồi ở đâu? Trời, chứ nó mặt trời lặn mà hỏi nắng. Mặt trời gì? Nó lặn xuống. Mặt trời gì? Trời lặn chứ. Không phải, cứ nghe rõ là quanh nói từ gì. Xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ đi chợ. Lấy thằng giấy đi. Quên đi chợ à? Dạ. Quán gì kêu đi, Quên kêu rồi á. Còn ai ăn thì mình tới thì quán còn ngon. Mình ăn chứ mấy quán nào mà khách đông á, mình tới còn ăn với mấy mà quán mà ế. Vậy chị vô Ninh Kiều Năm chưa? Ninh Kiều Năm đi ngang thấy dân hả? Nghe ngoài quốc lộ đi đường ngoài đường Dì Quý nha. Còn bánh xe 1. Ừ. Còn cái kia là nãy là Ninh Kiều 1, 2, 3, 4, 5 phải không ý? Phải không? Ừ. 7 luôn phải không? Ninh Kiều 7, Ninh Kiều 5, Ninh Kiều 3, có 3 cái không vừa. Ơ, ừ, các bạn, mình sẽ review ăn mà quanh ăn. Không, mình sẽ ăn, quý ăn đâu thì ăn thì kêu ông thử, quanh không mà quanh không ăn. Ủa hả, vậy ăn bù tạc hả, chấm bù tạc này kia? Không, chấm bù tạc thì ăn được, còn bạch tuộc sống thì ăn với mấy bạn, đó là tuộc ở trong đó. Em uống nước suối, chị Quý uống gì? Sao uống nước suối đi? Uống nước suối đâu, uống bia không gái? Chai bia đi. Ừ, cho chai bia đi. Hai gương bạc á cưng. Ừ. Cho mình chai xịt tin. Du duyên. Trời ơi, đang uống bia dí thế rồi mà quay cho mình chai xịt tin. Chủ kênh nhắc biết mình tên chị Quý dí thương ghê. Mà nào giờ Quý uống bia không? Nói đi. Đúng rồi, không có. Quanh kêu ghẹ, 5 con ghẹ hấp nước dừa. Đúng rồi, máy tốt là đây. Bao là máy tốt. 5 con ghẹ hấp nước dừa với xà huyết cây tỏi. Với món xà lách là cải mầm trộn à, ăn ấy phải không? Ừ. Với món là đậu hũ nấm thần tiên. Trời gì đó, đậu hũ nấm thần tiên hả? Cái món này giống tên đẹp mà sao nó trớt trớt nè. Nó quán với bạn. Vậy mình ăn sao không? Ở bên ốc đi nó kêu là đậu hũ với bạn đơn giản dài dài. Không nhớ nổi cái tên. Ê, ăn ấy không? Tâm tích không? Tâm tích làm gì? Ê, ăn tâm tích chưa? Tâm tích ngon lắm. Tâm tích... Ê, đây tâm tích làm gì cưng? Cái nước dừa nãy... Đi làm rồi. Tâm tích... Này cũng vậy. Nãy đây là ghẹ. Kiểu gì cũng được á. Tâm tích làm gì con? Tâm tích đợt ẩm. Tâm tích này bao nhiêu con ký? Tùy cỡ. Đếm đem coi cho đây. Đếm đem coi cho đây. Ủa bà tù, bà chị Quý ơi. Đây một hồi mình sẽ review phải không? Một hồi mình sẽ ăn thử món này nha. Nè chị quay nó quăng bò bò cả. Bên đây nè. Nè chị mới thấy nó bò trong đây nó bơi nè. Đó, một hồi tí sẽ ăn review nha. Xin lỗi mọi người nha, mình chỉ coi thôi chứ mình một hồi mình không ăn. Một hồi chủ kênh sẽ ăn nha mọi người. Tôm hùm đấy ơi. Tôm hùm đây. Ở làng chài đầy đủ luôn các bạn. Đồ hải sản tươi sống không nha. Có nhu cầu thì bạn lên đường quốc lộ 60. Đúng rồi. Từ ở cầu Bánh Xe 2 đảo dài xuống về ngã tư đường Binh Mũ nha. Đó. Đây là tôm Vũ Nhi. Ủa, này con đây là con ghẹ đỏ chị ơi. Con ghẹ đỏ mà thấy tấm bảng đó luôn trước nè. Đây, bạn lộn, tại bạn nhìn lộn góc bạn ơi. Đây là con cá. Con thôi hả? Con là cá chim trắng nè. Con là con bự á. Rồi con này. Wow. Đi ông kìm ý ơi. Trời ơi, tấm bự quá trời tấm bự. Ở làng chài đó đặc biệt là hải sản rất là tươi nha cá chìm tôm là quý không tôm đang ngán rồi ngán đúng không nên hôm nay về tìm cái ăn ngán rồi cái này cá ăn ghét kiếm miền tây và nhớ đăng ký và subscribe.
bên có mấy em đặc thuộc. Thấy mê chưa? Tôi nhìn tôi còn mê, muốn chi với ai không mê. Xong hết rồi. Đợi lâu quá thôi, đi mua đồ, mua 3 vòng vòng xong. 4 giờ. Không có lên chưa? Chưa lên. Không phải là gì đó, quý chợ anh đó quý kẹt 3 chiếc phà. Ủa, đây về con không có phà nữa. Ừ mà em á. Em cứ thắc mắc được. Em đứng em sừng rừng. Bây giờ là năm 2019 chứ không phải là thập niên 90. Thầm niên 90 cũng đâu có tới 3 cái hoài chị. Món đó món lạ quá, quý không biết. Này quý chưa ăn món đó. Món này hả? Món cái tông mê cái gì? Món cái bạc hả? Đậu hủ ngon á. Nào giờ chưa ăn? Giờ gì ăn thử chứ cũng được. Từ ngày mà bị đưa vào lãnh cung không được ăn gì hết trơn. Trời ơi, làm gì thì... Ủa bà đâu có đẹp đâu, đủ đẹp đâu mà được đi vô hoàng cung mà đưa vào lãnh cung nữa. Đâu đủ đẹp đâu. Tới bữa nay chị Oanh mới xác thực. Bởi bộ đẹp mới được đi vô, không được không đưa đại đỉnh cung hả? Nói cho biết nghe, mấy người đẹp mới được, mấy người người ta ganh ghét mới kiếm chuyện, mới đưa đại đỉnh cung thôi. Còn xấu là mai đụng tới á, thèm đụng tới làm chi? Vô hoàng cung là mấy người đẹp thường người ta ganh ghét, ta đấu đá với nhau. Mới có tội này kia, mới bị ta hãm hại, đi xuống này kia, biết đâu đủ đẹp không? Quanh còn đưa đi xuống phòng C đây, đừng nói chuyện tới quý, quý đưa vô tới phòng máy. C là ở Bắc Trung mất hả? Ý như phòng máy này không ngon, nó nói gì trơn mày? Em nhắc tên lậu. Hôm nay ngày gì vô quanh? 14 tháng 2 hả? Ý là ngày gì? Là ngày bình thường phải không? Vô. Rồi, vô. Vô. Món phần năm mới. Happy gì vậy? Bậy. Happy birthday. Ừ, không phải happy birthday. Ai chú ý? Để em tại gì vậy? Em gì quên ăn hoài. Anh đi đến ngồi vô lãnh cung là không có đồ ăn. Mới chê. Mới chơi đây này, giờ nó là đi vô lãnh cung. Tại con này Tại quý muốn vô lãnh cung lên đó. Thôi, nè chị Quý tội mỗi lần là yêu cầu thôi. Có vàng đi qua lãnh cung không được, đi làm xuống tới mình. Yeah. Mà đúng rồi, sầu huyết nó làm cái này. Ăn hai dĩa tới lên mới thấm hả? Đúng rồi. Một dĩa không thấm vào đâu á. Đừng ăn nữa. Để ăn thôi. Để mình quanh ăn. Quán rất là nhiều. Cứ ăn hết thì kêu tiếp.
đây có nội có ngoại ở đây. Ê vậy còn đưa vậy có quanh vậy đưa lãnh cung hay đưa đâu vậy quanh là đưa vô thẳng vô tiến cung quanh này làm gì có cửa vô hoàng cung đâu. Con gái không giả bình thường. Con nhận hay ghê. Nó nói vô cố vào xong quay qua nó vừa đánh mà nó vừa sau nó luôn á. Hay thiệt chứ ha. Bạn nghĩ đi. Bạn nghĩ đi, cỡ gì còn FA thì cỡ hai con này cỡ nào nó phải vô đưa vô hỏi người cao tuổi không? Vô người già neo đơn. Vô người già neo đơn là phải rồi chứ. Hóc lên vậy mà. Mình là già, mình giờ là già làng rồi đó. Hả? Lão làng. Bày lão làng bên đây. Bạn là lão làng, mình về già làng. Già làng, lão làng. Đẹp vậy mà còn ép ai. Thì tụi tôi vô lãnh thôi rồi. Về nhà đóng cửa chơi mình nữa. Tự nhiên cảm thấy sợ thế giới thiệt quá. À, con đứa Mai nó bay. Rồi đây nó ăn kia thế. Rõ ăn rồi quý gọi giờ ăn nữa. Ủa, ngày mai ăn kia thấy rồi. Ăn uống ngày mai bay thấy còn. Nhưng mà ăn á, là người ta phải coi cái món gì ăn để hợp được để mình ấy. Chứ lên máy bay rồi không có chỗ rồi nha. Đó, có toilet chứ chị. Toilet đầy đủ. Nhưng mà pháo bông á. Cái này mình xong chưa ăn. Nó chưa đụng tới luôn á cưng. Dẹp cái này đi. Để quên ăn. Để bên đây. Dẹp để quên ăn mà. Xoay cái này xuống nào. Ờ, dạ dạ. Đây. Ủa, con ghẹ này mình mới lấy con ghẹ sống ăn mà bạn. Gì vậy ta? Ghẹ của người ta hả? Làm người làm khó nhau hoài. Ăn uống hương chứ. Khó nào ít ăn trước cho nó hết rồi mình xuống. Đóng chỗ. Kêu bóng khó. Đây là ốc hương nè. Nó biết ốc hương chứ đâu biết ốc hương. Quý đâu biết ốc hương, ăn ốc hương đâu được có cho quý. Quý đâu biết ăn. Tại vì quý sắp vô lãnh cung đừng cho quý ăn bóng nhiều. Hey. Bóng nhiều giờ nó có phương bông. Gớm gớm. Ừ đến phương bông luôn. Cứ bắn rồi phải bắn lên chữ I love you luôn nha. Ôi ghê rồi. Ừ vậy đó. Nhẹ đi. Thương con. Ăn đi ơi. Rồi. Ôi dễ nè. Bỏ vô có gì nóng rồi vậy á. Nóng mấy chén rồi ghê chưa. Ấm về lên. Không gầy sao không thấy làm YouTube nữa. Còn mà. Còn không? Không gầy luôn. Ủa thấy con gầy này cái càng nó đâu ta? Em lấy cái càng ra chảy thì nó giấu cái càng này chưa? Cái này cái càng này cũng ăn ở sao em dế vậy? Để em vô luôn. Nè, nè nó gấp rồi. Để em coi bên kênh nào. Ừ? Kênh nào? Không hay nào cũng coi quý. Mà có kênh nào? Ai biết mở lên thì thấy ơi hai kênh rồi nghe về á ổng á cứ hỏi coi gì mà ngày nào cũng coi YouTube vậy em bé gì đeo mắt kiến á à đó chưa có tuột lắm à chưa có bà tuột vậy quý có ăn không đi hết đi tạm á vậy quý có ăn bà tuột không làm gì tối này coi YouTube con quý ngày nào nó cũng quay như dế trên YouTube mà có ủa làm gì quý nó lên YouTube nó đâu biết đâu. Tại vì thức khuya nè, thức khuya rồi nằm đó rồi ta làm thì mình buồn không anh? Biết cái bữa mới nói bữa thấy ủa sao gì giống dưới người ta. Ai về mà giống quý hả? Ừ. Ừ, giờ quý làm bên cái bếp miền Tây á. Còn con đó. Còn hai con. Dạ anh con. Ủa 4, 5 con lận mà sao giờ trong đó còn hai con? Rấy ăn con rồi. Còn cái, hai con có một con nè còn ghẹ à, càng quá. Không à ăn càng đi dạ thì ngon ha chất lượng ở Dubai á muốn đi ăn ghẹ xuống biển đó. Bắt ghẹ với mực với nghêu ở bển hải sản người ta đâu ăn hả vậy có ăn chứ tại Việt Nam ăn không à chị nói vậy. Nước ngoài đâu biết ăn đó tại Việt Nam hải sản là người nước nào người ta cũng thích hết có hải sản là người nào đa số là 100 người là người ta thích hết là 85 người rồi có con cua chà má vậy nào quá em để anh ăn con cua đó anh ăn con đăng tên hình đó hả con cua hai ký mấy bữa nào chơi á
không không, bữa nào gửi cho càng vậy coi. Gửi thì gửi nguyên con hay gì, gửi cái càng. Thôi tưởng tượng như đang ăn càng đi ha. Đang ăn càng. Ủa kêu mật tổ, bạch tổ cái gì? Hồi nãy chưa có vô trong cái máy. Nãy em hỏi chú Quý ăn không, chú Quý người ta lại. Mà không có ăn sống rồi. Thánh ăn không? Không hả? Ừ, quất hàng mình thử coi. Chơi liền. Sống. Quất chấm mùi, quất vô hồng. Sống hả? Chơi không? Chấm mùi tạng. Chơi liền, đó thấy chưa? Quất. Chị chạy. Nhưng mà không có, nó là nó thấy mấy cái gâu quá rồi cái nó... Nó báo luôn. Không có, ở đây nó làm cho mình sao á? Nó làm là nó quất ra là thắng phiếu rồi chứ đâu phải gì. Ừ. Chơi không? Chơi, ừ. Hai mình chơi luôn. Chị Quý có bạn rồi, có bạn thực hiện chương trình đây. Nãy ngủ em ăn, em đâu ăn được. Bà tuột á em, bà tuột anh sống. Nghe chị Quanh với chị Quý biết là lâu lắm rồi ta. Mười mấy năm không chị Quanh? Hỏi còn sống ở thường. Hỏi mà nó là, hỏi bà con. Cái đó không có à nghe. 2008. Nè, 11 năm rồi hả? Năm 19. 11 năm rồi. 2008 này. Mày chơi đứt khúc. Đứt khúc vậy mới vui chứ đâu phải chứ chơi thân quá đâu có lấy không chị. Chơi thân quá đâu vui. Chơi đứt khúc nè thì thời gian chị về dưới là chị đâu ít như ngày nữa chưa qua người nè. Tại vì chị đi chỗ này chỗ kia. Ừ. Chị không biết là vậy chứ ở trong lãnh cung. Bữa nay chị Quý mới được xuất cung. Ừ. Quý là vậy luôn hả? Quay qua nó bôi bát mình dữ ta. Anh Ba Hùng Tân. Chị Ba Hùng Tân. Anh Ba Hùng Tân ơi, dễ nè. Đây, đây bà chưa. Cái này cho Tiền. Cái này cho chị Chính. Cái này cho Tí. Cái này cho Tú. Dạ, anh Ba Tàu. Ê, anh Ba Hùng Tân nha. Đó, các bạn thấy gì chưa? Muốn bằng cái mặt tôi luôn rồi đó. Nè. Đó, chưa. Cái này có cơm cha ăn được. Chiến lợi về á, lần ngày đầu tiên về ghé Sài Gòn ăn cua sò ăn một bụng, không đi toilet sáng đêm, nằm ở khách sạn một đêm, hồi đó đi không nổi luôn, bị sốt, bị toilet ăn quá trời luôn, xong cái bò ra cửa mượn cái bà lau chùi á, về đi mua một con uống thuốc gì thôi, chưa có gì anh nói hả? Chưa mua một con uống giờ con chịu nổi. Rồi cái bà làm chờ đi chờ đường nóng. Uống hết không? Uống chứ bà chạy đi mua thuốc và uống nhiều bớt. Tại vì quanh ở là tại trung tâm ở Dubai là tại cái Marina á. Tại cái trung tâm của Dubai, trung tâm thành phố vậy đó. Còn cái đó là gì? Sau đó là ở Sapa. Đó là ở xa. Anh Ba ơi, anh Ba à, anh Ba ơi, càng này anh Ba. Anh Ba ơi, chứ mình dễ nè anh Ba. Mỗi lần tạo gặp chị Quanh là hết. Chị Quanh ơi, chị Quanh em thấy em gì nè, thiếu chị Quanh ơi. Trời ơi. Quý không có thấy nó đẹp cái chỗ nào mà em đẹp đúng không Khánh? Khánh ừ nè, ừ. Dạ, ừ, thử đi. Anh có 2 tiếng là xong. Khánh cho nhẹ đi. Không, anh đẹp hơn bao giờ quay nó còn không biết. Ta sẽ bẻ gãy càng. Bóp. Không gãy. Sao gãy trời. Trời ơi. Kêu cả mẹ găng thiệt. Nè. Công nhận. Không biết đó rồi đó. Trời ơi, nó dính ở ngoài chứ không phải dính ở trong. Đúng không? Chị ném mấy cái đường mà chị cắn rồi. Nó hấu rồi, thẩm thấu. Ông Khánh ở Quý đó trên như thế nào? Ủa? Quý đâu trên đó? Diễn viên, Quý lúc này làm diễn viên rồi chứ. Trời ơi, mình lúa ở đó đó. Nếu bạn thích cái coi diễn phước đó. Lúa đó nha. Lúa mà vậy đó. À, ta cho đi, đi ra ngoài đồng thôn nữ mà, thôn quê. Làm thiếu nữ chứ. Ta trong Bỉnh Cung mới ra. Xong, mình đã hoàn tất. Thôi vậy ăn cho hết đi anh. Khánh á. Ý á. Mí á. Thôi. Nhanh tôi.
tiền. Thành thật, 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 thật. Cái ngồi tôi cười hí hí ba tiếng ha ha ha. Ăn cái này cắn vậy mới ngon. Ăn vậy á, bánh ngọt ngon. Xong rồi chưa? Xong rồi. Lấy rồi của anh đâu. Của quán mà. Của chủ mà. Tại người ta lực sợ. Cái gì đó cũng được. Vậy mà nó về mà nó không biết ăn nữa hả? Em không có biết đó đó. Em nói gọi nó thẩm đâu. Chết dù vẫn đó là. Cái mặt này nè, tự đi tự gì ai đâu mà rước đưa làm chi? Tại vì xinh đẹp quá mà. Ăn đi quanh ơi. Vậy á. Mà đi đi thành phố đi đâu về ra tới Bến Xe kêu rước. Thì như vậy thì thôi chứ. Về tới Bến Tre là kêu Bến Xe kêu rước là nó đi từ thành phố về Bến Tre được, từ Bến Tre về nhà không được. Nó kêu ra rước. Giống như chị em đó vậy, đường Sài Gòn thì biết, về đường Bến Tre không biết gì. Đấy là nước rửa tay, nước kia ăn nhẹ, nước uống. Cái này là canh. Đó. Nước trà, trà với rau răm để dành rửa tay. Chi chanh nữa chị, chanh, trà, rau răm. Đó. Uống đi, uống đi. Hấp, hấp đi. Hấp đi, hấp đi, hấp đi, đừng nhà ngủ. Bên giờ coi con kêu rồi, thôi kêu rồi thôi, kêu rồi thôi, cứ mất công khỏi phải không? Nhưng mà chưa bắt thì không nói được. Thôi thôi vậy chị nào để đi, nó kêu rồi khỏi. Nha. Kêu rồi đem ra. Kêu rồi đem ra nha cưng. Viết này để tới người ta. Nó xài qua rồi không ai xài lại được luôn á. Câu vậy nè cậu. Nè, nó còn nó xài vậy còn gì đâu, bầm giặt hết trơn đậu vậy. Qua bằng người tay. Ta bầm vậy mới rửa thơm, nó không có bị hơi tay. Khi mà quý rửa đó, quý phải chà cái lá rau răm ra cho nó dập dập nó ra cái mùi, xong nó mới rửa tay nó mới bán cái mùi cua. Are you understand? Mà có hiểu không? Do you understand? Yeah. Ngu ngu á, mặt ngu á, mặt ngu, mặt mình ngu đó. Bậy. Hỏi rồi mà chắc báo cáo em trai có bị nó cay không em trai? Em rõ có hai người ăn thôi đó. Ui nó còn bộ kìa bộ ơi khẳng ơi, ơi. Để trên cái miệng không cái thôi. Đâu hồi em cầm máy em quay ba ăn luôn à. Em hồi đó quên em ăn muối ăn trời ơi em một lần là rồi ba ăn em bên kia quá. Trời ơi, ăn thử thì ngon lắm, ngon luôn. Như ăn con cơm chấm vô cùng tẹp. Lần đầu tiên. Nè chị ăn được rồi. Tại em thấy mà đi chạy đi kiếm. Ăn đi chạy. Ừ. Không mà thấy sợ. Nhưng mà cắt ra ăn cái que nè. Đó, 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 nó còn bò kìa. Đó. Nó thương quá. À, quay quay dếm này để vô miệng cái đó. Quay quay dếm này thôi không dám để. Coi chịu. À, cái đó để miệng. Trời ơi. Mất cái gì đó. Mọi người á, cảm giác. Như vậy là hay để vô. Không phải. Không phải, không phải là quý ăn không được mà biết cái gì không? Không phải biết luôn, đẹp nó bị rát quá, quanh ăn giùm quý đi. Ừ. Đó, 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 nó còn bò kìa. Đó. Thương quá. Là quý quay quay dếm này để vô miệng cái đó. Quay quay dếm không vậy? Thôi không dám để. Quanh ăn đi Quanh. Thôi. Thôi quay cho nó quéo vô cái miệng à. Ừ, quay quéo vô cái miệng đó. Mày nó ép lắm, cho nó bám vô miệng mình luôn. Nói mà. Nói là dở lắm thiên. Dạ tôi để vậy nha, chị nữa quay cái khúc này vô ha. Nhưng mà cái này nó không có quéo sao được. Nó chết rồi. Quanh muốn để mà Quanh không dám để. Hát nha. Mày con. Ngại đi. Ngại vô. Ngại vô.
đi bạn. Đừng có chạy nữa nha. Lại ăn đi. Bạn ăn đi. Nó còn sống à? Thì nó còn sống nữa kêu ăn. Nhúng gì vậy? Không nhúng ăn sống nữa. Vô đi. Chị Quý chị chạy luôn. Dạ. Về chủ kênh vậy. Ê, vậy. Quý ngồi xuống. Quý tặng em Quý đúc vô miệng. Ngồi xuống. Đi chơi chứ Quý. Để máy này nè. Chị Quý quay lại lẹ lên. Chủ kênh vậy là không được nha. Ôi, nó béo nè. Ủa, quăng, quăng, quăng. Thôi, mày khỏi chấm một tạng ăn được không nha Thánh? Khỏi chấm một tạng được không? Rồi là tới chân. Được không? Quốc luôn. Nhà mất khả ăn được. Không, được đi đèn. Ăn được. Coi khỏi ăn bùa bạc. Coi trong cái bùa bạc đi. Rồi vô bác sĩ chứ. Một ngày ăn 1 gram hoặc 2 gram hành sống. Bạn sẽ là người đàn ông đích thực. Ủa mà quanh ăn mà. Người phụ nữ chết giả. Nó bậy chứ về cách quý giống vậy á. Trời ơi chị Quý. Trời không lẽ em đang gặp đâu. Trời tận quá kìa. Ai mà lên tối nay mà lên Facebook nha. Tao lóc nhẹ hết. Nè.
nhẹ nhỉ? Dạ, em blog nhẹ thôi các bạn. Đừng ăn khoe hoài trước mặt em nha. Đó, từ ăn tái, ăn sống, cắt ra, rồi, tạc. Ui, nó dính nè. Ui. Từ bồ tạc tái chuyển qua bồ tạc giống như nhúng giấm luôn. Nhúng giấm. Từ ăn sống không được chứ. Rồi vô hết luôn. Cứ bắt thuộc. Lịch thuộc ăn tái, còn chuyển qua để đá nhúng giấm. Thôi cảm giác thôi thôi đừng có dụ nữa, lần nào không có lần thứ hai đâu cưng. Trời ơi, đầu chị lắc hết kêu rồi cưng ơi, giật không quá. Wow, trời ơi, nó còn sống kìa. Chính là vậy là nè, em cũng ăn tái chứ em đâu có ăn chín lắm đâu. Rồi chị khỏi kêu dĩa xà lách với cải mầm đi, nó quên rồi đó. Giờ tốn tiền cái gì quá. Rồi thôi mình coi kêu. Nó không đem ra mà nó. Ê, cứ thấy cái món này là bên Hàn Quốc á, Quanh đỡ tay nó bỏ vô một cộm vậy nè, cái lấy đó nó chấm vô đó nó dồn không hết được luôn anh. Nè nó lấy cái miếng xà lách này nè, nó đỡ nước miệng vậy nè, cái nó bỏ miếng thịt cái nó dồn vô miếng xà lách luôn à. Quanh làm thử đâu anh, mình là đang ăn chim ngang các bạn. Chị Quanh có dưa leo nữa nè, chị Quanh lắc mặt đó chị, chú già đây ha, đúng rồi, ăn chú già vô cho chát lại. Có khế rồi nè chị, thấy không? Ê, bán cái gì là ăn hết. Thôi ăn đi. Cho mắm thêm cho chị. Quên cục ăn nha. Merci cái đồng. Cho cái cú này gấp lại, lấy lại vừa bạch tuộc chứ. Trời ơi. Gấp gấp qua như vậy. Rồi, tức đây chị. Đó, nhà nghèo, nghe mới chia sẻ với nhau. Anh đi biết gà lăng rồi đó ta Quanh. Ơi gà lăng hả? Ơi chút nhớ đi chở mua vàng nghe, nhớ là mua đắp tiền chứ đừng có chở đi thôi nha chứ nội. Ơi cái vụ gì nữa? Vậy ra đây lăng cho nhanh phải không? Nghe nói chở đi mua vàng rồi để gà lăng. Nghe nói gì chưa? Nghe rồi. Dạ thì đẹp hơn. Đúng rồi, đẹp đó. Bao nhiêu người đi đuổi thế. Chà, ăn đi Quanh. Tao Quanh cú như vậy nè, hai tay giúp lại người ta thì chết luôn hả? Ăn đi. Rồi vậy còn mày đặt nữa, biết chị không? Để nó đổ mà. Em ơi, cho chị xin cái chén mới đi. Đũa mới đi. Để ăn. Thôi đừng bơ bát nhanh vậy nè. Chúng ta không nên bơ bát nhau. Trời ơi. Dạ, Quanh ăn nè đó. Ngon. Không nghe được gì á. Ngon ha. Rau nhúng nè hả? Tỏi. Ăn quần ta hai bên. Rồi quần ta hai tiếng mấy hồ mà. Còn đồ gì nữa. Dạ. Đó thiền á. Thiền các bạn. Cô giữ chưa? Không. Nó giật lộn đâu lại quý. Vị tướng vậy sao giật lại. Có cái này đó thì đạp lộn vô. Sao rồi, chưa anh đạo lọt vườn hả? Ừ á. Ừ á, nhìn lại đi à. Tại thấy người ôm yếu quá nên tôi không quýnh á. Tôi quýnh một cái hả? Mai nó nhà rớt xuống liền chứ không giỡn đâu. Bây giờ mày đặt nó câu đó. Thử coi ra, thử coi, bắt ra, bắt cá thử coi. Ta chọn nhỏ mà có vỏ. Xin lỗi nha. Nó có đâu cưng. Nay coi nó tự tin nó ớn không?
Nghỉ đi. Nghỉ đi. Dạ. See you again. Mọi người ơi, bây giờ các bé miền Tây đã ăn no quá trời no rồi. Bây giờ ăn no thì chà bụng cứ bể ra. Bây giờ không thể nào chịu nổi nữa thôi. Đây là người bạn bí mật của mình nè. Mọi người thấy có đẹp không? Đẹp không mình? Đẹp hơn của mình đây là đó. Dạ. Các bé miền Tây xin chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn. Một tập xa. See you again. Chú muốn được không? Có rồi, cô. I'll stay here again.